lớp anh Hiền. Chị cô anh em. Mấy anh hả? Mấy ai nữa vậy? À, chết cha rồi. Chết cha rồi. Anh em ơi, má chết mẹ rồi, tao quên mất rồi mới đâu chứ. Quên tao chưa báo lính nhà tao hôm nay 9 giờ chứ. À rồi, nhưng mà mấy giờ mày đem ông đồn? Đi. Biết sao? Thôi được. 3:02 không? 3:02 sao rồi, tao cũng buổi chiều không có sao cả tí lắm. Chiều nào tao cũng lạnh hết á. Tao chiều nào cũng mặt tao ngồi đây luôn. Một mình thôi. Ở đâu? Ở đây nè, ý là buổi chiều tao lạnh. Điện cho cô Hiến. Điện cho cô Hiến là từ bây giờ tới tầm 2 giờ tới tầm 1 giờ hay tới 12 giờ đi, từ giờ tới 12 giờ đại nhà nào chạy ra giờ đó đi xuống nhà đằng Thanh ký. Rồi. Báo cá anh em ơi, báo cá nha anh em ơi. Đu mắt mày Vinh. Mày Vinh. Không rồi anh em ơi, đi lên đây thôi. Thôi thôi thôi. Em ơi đi nhẹ thôi. Báo cá anh em. Mày Vinh. Trời ơi. Đi mày đi kì vậy. Mày hay chưa? Em nói mày Vinh ngon hiền tin chưa? Lồ má. Có mày Vinh các bạn ơi. Các bạn ơi. Con mày Vinh gần 2 kg các bạn ơi nè. Con mày Vinh 2 kg. Lồn má. Báo cá nha anh em, con mày Vinh khổng lồ. Báo cá nha anh em, con mày Vinh khổng lồ luôn. Trời ơi to rồi trời. Khủng khiếp quá trời. Đầu tiên thấy con mày Vinh bự vậy luôn á. Không mà bây giờ là mùa bây giờ có không? Hồi chưa hết bây giờ là hàng khủng rồi. Không, hôm bữa là con sửa trước rồi con tăng không cái này. Cái đầu 1 á. Không, là hiếm rồi anh em. Báo cá nha anh em. Con mày Vinh khổng lồ, con này trên lịch ký rưỡi 2 kg các bạn à. Trời ơi nó to các bạn ơi. Ồ à, đã nè. 45 á. Tuyệt vời nha các bạn. Ok nhá. Không, tưởng con trôi chép chứ. Nó to. Nó đặt nó giật mình bên đây. Để anh giật cho. Nó to rồi anh thì không trời ơi Vinh hết tưởng tượng chứ trời ơi hiền cung nha anh này Vinh là cậu bắt rồi báo cá nha anh em. Ghê hả? Báo cá nha anh em. À, bạn nó lên hàng rồi. Đây. Lên hàng rồi. Trời chán giờ chứ, trời đợi nhiêu đó. Còn bạn? Còn không? Báo cá nha em. Bạn nó chờ đợi sáng giờ á. Bỏ cần lên bờ đi Kim. Để mình. Ủa. Vô cắm gì? Ê, ê, kêu mày có cái gì ấy, ông nổi vậy? Hả? Ê đi, kéo vô đi, không sao đâu, kéo vô đi. Kéo. Không chưa? Kéo vô đi. Để nó chạy vô chứ kéo. Con chép. Cái mồm mới thấy nó màu vàng. Một chép hai chấm thôi. Nó chạy qua kia dây đó, nó tới. Cái đi. Chưa. Thể mới chấm vậy? Ở đù. Rồi chờ lại phút nha các bạn. Ông bạn của mình từ sáng giờ mới có cá để đi dìu đây. Chép. Chặn ươm kìa.
kéo bên đây, kéo bên đây, luôn 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 nè, kéo vô cái bậc cái nè. Chấm. Chấm. Chấm 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 chấm. Giờ con lon kìa. Ủa con chấm. Bao bao ký á. Ok, chuẩn mà. Tao nằm ở dưới. Mày kéo vô là vừa. Chấm bạn ơi. Chạy tính nái luôn. Sao 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 sao. Mệt đó, mệt đó, mệt đó, mệt đó, mệt đó. lấy cái dây nối rồi. Không sao đâu, kéo vô đi. Kè nó yếu, kè kéo vô đi. Cười hủ cười từ đợi sáng giờ cười các bạn nha. Trong cái kịch. Thẹo nhộn quá. Nó kêu đi 3 chấm đi, không chịu đi 2 chấm. Bây giờ sợ. Con này 4-5 kg các bạn ạ. To lắm. Giờ từng lon mà. Chấm tự nhiên nha các bạn. Rất là khỏe nha. Đây cây ngọa hổ tàng long. Nhưng mà đi cái thẻo nhỏ quá các bạn nè, sợ đứt các bạn nè, phải dìu cho nó mệt. Kìa kìa kéo kìa. Không lên mặt nổi luôn mà. Quá chạy rồi. Coi các bạn ơi. Cái kéo ra kéo vô kéo coi đi. Hồi nữa nó mệt mình bắt được nó à. Kéo đi, kéo đi. Kéo đi. Cho nó mệt đi. Mày kéo ra, mày kéo. Bây giờ mày kéo vô đúng không? Nó mệt. Nó kéo ra, cứ thả chạy ra. Hoặc là mày nó đang bơi ra kéo vô. Ừ, không. Kệ nó đứng vậy đó, kéo vô từ từ vô. Chứ nó mệt à. Cá có kia là khỏe luôn nha các bạn. Chấm. Tôi thấy nó dài mà. Tức rồi, tức rồi, tức rồi, tức rồi. Chịu không nổi. Để sợ đứt thẻo thôi, sợ gì hết trơn á. Đâu rồi, chạy kìa. Dây mẹ rồi. Mày lấy cái dây Kim hết. Kim lại lấy dây nối với Kim. Chạy rồi. Mẹ. Thả luôn rồi. Trời chạy kìa. Dây ngắn quá. Chạy luôn rồi các bạn ơi. Hết dây. Mấy anh em cầm về rồi. Ai kêu thả?